bà nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng, 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Cũng còn chút đỉnh thôi à. Cũng còn chút đỉnh thôi à. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Khi mà cái người đó mà họ ra, họ quen mình mà họ ra đi á, thì mình nghĩ là chỉ như là hết duyên thôi. Tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực. Mình còn rất rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ còn rời đi. Hay quá. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái trước nha. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992. Em đến từ Bình Thuận, hiện tại thì em đang làm việc tại Biên Hòa nhưng mà em sinh sống tại Thủ Đức. Và công việc hiện tại của em đó là nhân viên thiết kế thời trang và bên cạnh đó thì em cũng có tập tành kinh doanh online. Mời nhà trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia. Em tên Đồng, năm nay 30 tuổi, em làm nghề xây dựng. Nghề xây dựng là tức là em làm kỹ sư xây dựng hay là thiết kế hay là làm thầu xây dựng hay làm gì cụ thể á? Dạ, làm hết luôn ạ. Làm hết luôn hả? Dạ. Là cái gì cũng làm được hết? Dạ đúng. Tức là em học trường gì ra? Dạ em học trường Bách Khoa. Bách Khoa ra. À, rồi kỹ sư xây dựng đó. Dạ. Hiện nay mình làm cho công ty nào hay là công ty của mình? Dạ, hiện tại thì em cũng có mở công ty nhỏ nhỏ để tự làm đó chú. À, dạ. Mở công ty riêng mình luôn ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của Đồng là gì? Dạ, ưu điểm của em là có chí, chịu khó, chịu cực, chịu khổ thì tốt lắm. Mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng. Hơi vội vàng. Dạ. Lý lịch trích ngang của Đồng bên đây là vậy đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cơ? Dạ, ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ, hòa đồng. À, em khá là tự lập á, với lại là em thích sự gọn gàng sạch sẽ. Còn cái nhược điểm của em á là em nấu ăn không có được ngon, với lại em có một cái tính đó là hay quên á. Bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm á là em ít khi nào mà em tâm sự với lại mở lòng tâm sự với những cái câu chuyện cá nhân của mình á, dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ. Thôi cái đó khi nào mà sau này mình có bạn trai á, cái người bạn nhiều khi đó, nhiều khi cái người bên kia sẽ là cái người mà để cho em mở lòng ra nhiều hơn thì. Em trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có 1-2 mối tình rồi ạ. Một hay là hai? Hay là 1.5? Dạ một mối tình là được 6 năm ạ. Còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi là cái đó. À thì, học dạ. Sinh rồi dạ. Cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Do bạn nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng, 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Cô nào mà giận dữ vậy trời? Dạ. Vậy thì dạ. Giận biết rồi thôi giận luôn hả? Dạ, hay là giận, tự em rút lui? Giận là giận luôn đó. Em đợi có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay rồi không có thấy nói gì nữa. Trời đất ơi. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng cả năm nay rồi. Năm nay rồi hả? Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Dạ, cũng còn chút đỉnh thôi à. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Để tôi qua tôi ngó. Nghe chút đỉnh là nhà gái qua liền đó. Dạ, dạ chào bạn. Mình còn nhớ chút đỉnh là sao? Có còn dấn dương không? Dạ không ạ. Giống như phép chia đó chị, chia hoài để nó dần về không chứ không bằng không được á. Bây giờ thí dụ người ta kêu ta có ý người ta quay lại là sao? Dạ không, chắc không đâu ạ. Dạ. Không đâu ạ là sao? Là tức là biết chắc là người ta sẽ không bao giờ quay lại hay là người ta quay lại mình vẫn từ chối? Dạ nếu mà đã không nói chuyện một năm rồi thì có quay lại thì em cũng dạ. Có quay lại thì em cũng vẫn không đồng ý đúng không? Rồi tức ok. Tức là chỉ nhớ về một chút cái kỷ niệm ngày xưa thôi. Phải rõ ràng vậy thì tôi mới chịu, tôi mới gả gái qua cho chứ. Mình gặp người lớn hay gặp bạn gái mình đừng nói là mình còn nhớ người xưa nha. Đúng rồi, nhạy cảm lắm đó. À. Mà cái cô này lại là cái người không có chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình nữa. Thì cô sẽ ôm cái nỗi buồn đó trong bụng hoài đó. Dạ, dạ. Nhớ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sắp tới mình có người yêu mà mình mong muốn người yêu mình như thế nào nè? Dạ người yêu hiền, biết chăm lo gia đình, nhìn có duyên. Có duyên, duyên. Cô dạ. Này có duyên lắm, dễ thương lắm. Lanh lẹ, người nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng kiểu như nhỏ 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 cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt. Cái gì cũng nhỏ nhỏ là sao? Cái người á, mắt, mũi, miệng, cái gì cũng nhỏ. À vậy.
Nghe chứ tôi tò mò ta. À, để coi có gì nhỏ gì cũng nhỏ chút. Nhỏ ha. Nhỏ xinh xinh. Để qua cuộc kiểm tra nhà gái coi sao nha. À, chào cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Ha. Nãy giờ nghe bạn trai bên kia có mối tình 6 năm rồi, có ý kiến gì không? Có sợ là quay trở lại với mối tình đó không? Ờ, dạ anh, là đối với cá nhân em á, ví dụ như khi mà cái người đó mà họ quen mình mà họ ra đi á, thì mình nghĩ là kiểu như là hết duyên thôi. Tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực, thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Ví dụ như mình cũng không thể nào mà mình buồn vì một cái người đàn ông mà họ đến với mình mà họ rời đi được. Cứ suy nghĩ lạc quan tích cực hơn, tại vì mình nghĩ rằng là mình còn rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ rời đi. Hay quá. Chị chứ em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em đã trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối thì nó kinh nghiệm nhỏ mà yêu dữ. Hồi nhỏ mà yêu quá ha. Mối dài nhất là mấy năm? À, mối dài nhất của em đó là gần 4 năm ạ. Ồ. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì kiểu như là tụi em cũng quen nhau một cái thời gian á, thì xảy ra nhiều cái xung đột và tại em cãi nhau nhiều á. Và cái thời điểm đó thì bạn cũng có người mới, chính vì vậy mà tụi em quyết định là dừng lại để cho cả hai tìm một cái đối tượng phù hợp hơn. Dạ. Chính ra cô gái bên đây lạc quan hơn. À, gọi là trải nghiệm nhiều hơn, mạnh mẽ quyết đoán hơn chàng trai bên kia nữa đó ha. Mình mong muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cái người mà người đàn ông mà người ta có cái trái tim chân hậu á, với lại em thích là cái người đó họ cũng yêu động vật giống như em, tại vì em là cái người mà em thích chó với mèo, em thích dữ lắm. Cho nên là em cũng mong muốn họ cũng cái sở thích giống như mình luôn. Dạ, em thích cái người bạn trai họ có cái sự tôn trọng cũng như là cái sự tử tế trong tình yêu á, và có cái tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là cái cuộc sống luôn. Bên cạnh đó thì em cũng hy vọng rằng là cái người bạn trai của mình đó, người ta sẽ cùng với mình chia sẻ những cái công việc trong cuộc sống, như là công việc nhà chẳng hạn, hoặc là chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống. Rồi, nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có nhà nuôi chó mèo nào không? Dạ, em thì khoái chó mèo lắm nhưng mà em lên đây thì không có nuôi ạ. Dạ, có yêu, có chó mèo nhưng mà yêu động vật lắm. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân thôi. Đúng rồi, chứ... mình gặp người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với lại em gái của em ạ. Dạ xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Vi, em gái của chị Viễn. Hồi nãy giờ theo em quan sát thì em cảm thấy anh này cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với chị của em ạ. Em hy vọng là hai người đã gặp nhau ở đây thì em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà mình hợp thì mình có thể đi đường xa hơn, còn nếu không thì mình có thể làm bạn bè trong công việc cũng được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ em đi với em ruột ạ. Xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là tên Đông, em có đồ có đồng. Thì em nãy giờ em cũng thấy thì chắc thấy chị bên này cũng có nét, thì cũng nhiều điểm tương đồng. Hay em thấy thì chắc nghe chị cũng thể hợp nhau. À, hợp nhau hả? Thôi bây giờ mình cho họ gặp nhau. Đúng, biết đâu sẽ có hỗ trợ hai bên để chúng ta cùng tiến tới một hạnh phúc. Mở rào. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh đó ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh. Cảm ơn. Dạ. Em nhìn chàng trai này thấy sao? Dạ em cao ráo đúng với tiêu chuẩn của mình không? Dạ đúng ạ, thấy ảnh cao ráo ạ. Dạ. Còn em trai nhìn em gái coi thấy sao? Dạ bạn gái thì dễ thương mignon. Rồi bây giờ mình về vị trí đi. Cho em hỏi là cái người mẫu lý tưởng của anh á, mà anh cảm nhận là như thế nào? Có giống em không? Có giống em không? Giống em. Ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ có một cái mục tiêu gì trong cái tương lai sắp đến, và khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào? Chung là anh có chí lắm, mục tiêu của anh cũng nhiều. Thì trước mắt là anh có mỗi công ty là thực hiện mục tiêu nhỏ trước. Dạ. Sau hơn nữa là anh muốn là về quê anh ở Kiên Giang á. Thì không biết là như em thì có về làm dâu được không? Có nghĩa là ví dụ như mà khi mà anh lập gia đình và anh kết hôn á, thì anh mong muốn là cái người tương lai của anh là sẽ về quê đúng không ạ? Đúng rồi. Thì thật ra cái vấn đề làm dâu á, thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề lắm anh. Tại vì nhiều khi nó liên quan tới, ví dụ như về quê thì phải liên quan tới công việc và tất cả mọi thứ. Rồi anh có đảm bảo là khi em về quê thì anh có thể lo cho em được một cuộc sống nó gọi là ổn định không? Em không cần phải giàu có, em chỉ cần cuộc sống nó ổn định thôi. Tại vì cái ngành của em á, khi mà về quê thì nó rất là khó làm. Dạ. Em có sợ khổ không? Khổ thì em không sợ khổ, nhưng mà em mong muốn là cái người mà họ đồng hành với mình á, họ sẽ mang lại cho mình cái cảm giác gọi là mình khổ nhưng mà mình sống không có khổ. Có nghĩa là cái tâm của mình á, nó vui vẻ, lạc quan. Thì anh có làm được cái điều đó không? Được em.
Dạ. Chắc chắn được. Được là được nha, chứ không phải lên sóng truyền hình kia. Dạ được nha. Hay đó, tức là mình sống có thể khổ nhưng mà cái tâm mình đừng để tâm mình khổ là được. Dạ. Bây giờ hẹn hò thế nào các bạn? Ví dụ như anh bình thường đi làm á, anh làm anh có hay tăng ca không? À quên, anh là chủ mà hả? À quên, anh là chủ mà hả? Cũng dạ. Tự làm đêm nhiều lắm em. À, làm chắc cũng phải gấp đôi người đi làm công ty á. À. Anh có thời gian rảnh rỗi không? Có chứ. Dạ. Sắp xếp được hết. Cuối tuần là anh rảnh đúng không hay là sao ạ? À, nếu mà hẹn trước thì mình sắp xếp một ngày hai ngày gì đó thì sắp xếp được hết à, không có ràng buộc gì. Với lại anh thì cũng biết nhậu. Nhậu nhiều không anh? Nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần. Quan trọng là nhậu vô là mình xỉn rồi mình có quậy không? À không luôn, cái đó không quậy. Xỉn thì là ngủ. Là nhậu vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi, thì mình tự giác thì nó hay hơn, quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu. Khi mà tự giác á thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ anh ạ. Ví dụ như mà em có quản lý thì em cũng nói chung là tính em cũng thoải mái, em không có gò bó gì nhiều đâu, cho nên là anh cũng yên tâm. Thật ra bạn ấy đã làm giám đốc công ty, tức là bạn ấy rất là có trách nhiệm, là em yên tâm về bản lĩnh cầu này có đó ha. Anh nghĩ rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau rất là đúng nhiều. Rồi. Thấy là hai bạn này vẫn còn có điều gì đó nó hơi ngần ngại. Cho nên chắc có lẽ là hai bạn cần phải đúng rồi, tiếp xúc với nhau gần hơn một chút, chạm tay nhau để xem coi là ví dụ chúng ta cần có luồng gì điện đó nào chạy qua người không. Nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mình mong muốn đi. Thì bình thường ví dụ như trong cuộc sống thì anh mong muốn cái gì ở cái bạn gái của mình đó? Thì mong muốn bạn gái là sâu sắc chút, biết chăm lo gia đình nữa đó. Còn em thì em nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng á, có cái cãi nhau á, thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại á, thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn, chứ không nên để trong lòng hoặc là để nhiều ngày á. Tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn, để mình không phải vướng bận gì nữa cả. Qua lúc giận đi rồi nói, chứ lúc giận càng nói thì càng dạ. Gì giống mắt tay đối tác vậy, nắm tay nó người, hai cái tay người nhìn nhau hát một câu nào đó. Tại vì em hát cũng không hay lắm á, cho nên là hy vọng là anh nghe được. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi nỗi đau còn vương lại, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Em quên, em nhớ lúc đó hả? Tại vì thực sự là em chuẩn bị hát không cũng dài đó, em quên. Rồi quên, quên. Rồi, ok, trở về ghế đi các bạn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình một lần cuối, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu luôn. Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó, cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Hãy giữ lấy, nắm chặt tay cô ấy, đừng buông ra. Hy vọng là trong năm nay thì sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Rồi, hãy đưa đi những cái nơi nào các bạn có thể thích và hãy nói nhau những lời yêu thương nhất. Chúc các bạn hạnh phúc. Nó có hơi chênh lệch chút xíu. Chênh lệch về ngoại hình thôi. Nhưng mà thật sự ra hai bạn này mà ôm nhau thì sẽ có một cái hình ảnh rất là lãng mạn. Bởi vì bạn gái sẽ rất là nhỏ xíu ở bên cạnh bạn trai. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy mau đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời.